Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Vios, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B của bên nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, cái thời điểm tuần cuối cùng của cái tháng 6 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn những cái chính sách giá, những cái chương trình khuyến mại, chương trình về quà tặng và mức giá lăn bánh trong tuần cuối cùng của từng phiên bản Vios đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm tới cái dòng xe sedan hạng B này. Hiện tại thì theo thông tin mới nhất tuần cuối cùng mình cũng vừa lắng máng cập nhật được sang chương trình của tháng 7, những dòng xe, một vài dòng xe của bên nhà Toyota sẽ có sự điều chỉnh giá, trong đó có Toyota Vios quý anh chị các bạn ạ. Theo cái thông tin hiện tại thì chưa chính thức, thì có thể sang đầu tháng 7 chiếc xe Toyota Vios sẽ có một chút điều chỉnh về giá, có thể là tăng thêm 5 triệu đồng về mức giá niêm yết nữa trong chương trình của tháng 7 này. Đây là cái thông tin mình cập nhật sơ bộ nhưng mà chưa chính thức các bạn nhé. Thế còn nó có muốn chính thức hay không thì chúng ta phải sang tháng 7 mới biết được. Ngoài ra thì những cái dòng xe ví dụ như là Toyota Veloz, một cái dòng xe gầm cao MPV 7 chỗ của bên nhà Toyota, thì trong chương trình của tháng 7 cũng sẽ là tăng lên 10 triệu. Veloz, Avanza sẽ đều tăng lên là 10 triệu cho mỗi phiên bản các bạn ạ. Bắt đầu áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2022. Veloz, Avanza thì chắc chắn, gần như là chắc chắn sẽ là tăng giá rồi. Thế còn Vios thì hiện tại là chưa chắc chắn quý chị các bạn nhé. Tuy nhiên thời điểm này là thời điểm cuối tháng, bao giờ cái chính sách giá của những cái dòng xe cũng sẽ là linh động. Các đại lý sẽ có những cái chỉ tiêu, chạy chỉ tiêu dịp cuối tháng. Và Vios thì cũng tương tự như vậy thôi. Mình sẽ cập nhật đầu tiên là chiếc xe Toyota Vios E phiên bản số sàn, với mức giá là 483 triệu. Vậy thì cái tuần cuối cùng tháng 6 này chúng ta đang được giảm trực tiếp là 15 triệu. Và để mà lăn bánh được ở tỉnh của Vios E số sàn tại thời điểm cuối tháng này thì ở tỉnh sẽ là 520 triệu, là ở tỉnh Hà Nội là 550 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 540 triệu quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 520, Hà Nội là 550 và thành phố Hồ Chí Minh là 540 các bạn nhé. Phương án trả góp Vios ở tỉnh tối thiểu cần chuẩn bị là 140 triệu, Hà Nội là 180 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 160 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 140, Hà Nội 180 và thành phố Hồ Chí Minh là 160 với Vios E phiên bản số sàn. Tiếp theo là Vios E CVT bản 3 túi khí, bản số tự động của chiếc xe Vios này. Với phiên bản này thì hiện tại ở trong cái phân khúc nó sẽ cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn số tự động. Với mức giá của Vios E CVT hiện tại đang niêm yết là 536 triệu và tại thời điểm mình cập nhật video này, chiếc xe này cũng đang được giảm trực tiếp là 15 triệu đồng tiền mặt. 15 triệu đồng tiền mặt, tặng dán kính cách nhiệt, tặng trải sàn da, tặng cam hành trình. Và so với cái thời điểm trước thì nó được thêm một cái cụp gương tự động nữa. Nếu các bạn muốn quy hoàn toàn ra tiền mặt thì cũng được. Tuy nhiên thì theo mình các bạn nên lấy cái phụ kiện cần thiết như thế này thì nó hay hơn. Giá trị bao giờ đại lý cũng quy về cái mức giá trị gốc thì nó dễ bán hơn cho đại lý. Với mức giá là 536 triệu mà sau khi mà trừ đi chương trình khuyến mại thì lăn bánh ở tỉnh của bản E CVT Vios là 577 triệu, Hà Nội là 608 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 597 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 577, Hà Nội là 608, thành phố Hồ Chí Minh là 597 triệu đồng. Phương án trả góp chiếc xe Vios E CVT ở tỉnh tối thiểu cần chuẩn bị 154 triệu, Hà Nội là 180 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 175 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh 154, Hà Nội 180, thành phố Hồ Chí Minh là 175 với bản E CVT của chiếc xe Vios này. Chương trình quà tặng tăng cường thêm cái cụp gương tự động và có thể các bạn muốn quy ra tiền mặt cũng được. Tiếp theo, phiên bản cao cấp nhất của chiếc xe Vios này là phiên bản G. Bản G của Vios hiện tại đang có mức giá là 586 triệu, cũng chính là cái phiên bản trước mắt quý chị các bạn đây. Và trước mắt các bạn là màu trắng của Vios G. Hiện tại nếu tại thời điểm này chúng ta được giảm trực tiếp là 27 triệu đồng tiền mặt, cùng với cả đó tặng quý chị các bạn là tặng dán kính cách nhiệt, tặng trải sàn da, hoặc có thể tặng về camera hành trình, cái chương trình khuyến mại về quà tặng. Nó sẽ là linh động trong dịp tuần cuối cùng của tháng 6 năm 2022 này với chiếc xe Vios G này các bạn nhé. Mức giá của Vios G sẽ cực kỳ là linh động, cực kỳ là linh động luôn. Sau khi trừ đi chương trình khuyến mại thì lăn bánh ở tỉnh của Vios G 620 triệu, Hà Nội là 652 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 640 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 620, Hà Nội là 652, thành phố Hồ Chí Minh là 640. Phương án trả góp Vios G ở tỉnh tối thiểu cần chuẩn bị là 165 triệu, Hà Nội là 190 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 185 triệu đồng. Tỉnh 165,
Hà Nội 190, Thành phố Hồ Chí Minh là 185 với Vios G tại thời điểm dịp tuần cuối cùng của tháng 6 năm 2022 này. Về cơ bản, bản E số sàn và bản E CVT thì số lượng sẽ ít, cho nên chương trình khuyến mại các bạn có thể để ý là bên phía TOTA tuy là vẫn có nhưng mà nó không nhiều được như phiên bản G, và hầu như là cũng có những cái màu sắc mà chúng ta phải ký chờ sang chương trình của tháng 7 ấy. Còn bản G thì hiện tại tình hình cuối tháng này vẫn có xe giàu ngay quý anh chị các bạn nhé. Ở trong cái phân khúc của mình thì hiện tại Vios đang cạnh tranh với cả Hyundai Accent. Accent thời điểm cuối tháng này cũng đã bắt đầu có xe về giao rồi, và có đủ màu, cả bản tiêu chuẩn, cả bản đặc biệt. Honda City thì vẫn là túc tắc có xe giao đúng lịch được cho quý chị các bạn. Vậy là cái tính cạnh tranh ở trong phân khúc cỡ B hiện tại vẫn đang rất là mạnh mẽ giữa ba cái dòng xe này. Vậy thì nếu như anh chị chúng ta quan tâm về Toyota Vios thì ngay bên dưới góc trái màn hình này là số online của bên đại lý của bên Toyota ở miền Bắc, thì các bạn hãy gọi cho ở miền Bắc, miền Nam thì các bạn hãy gọi ở miền Nam, để luôn luôn cập nhật những cái thông tin về xe, về giá xe mới nhất tới từ Toyota VN. Xin chào và hẹn lại quý vị các bạn trong video lần sau của Toyota VN. Xin chào.